Thôn Tà Đản, xã Pli Ngài, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, nơi có dân cư sinh sống chủ yếu là người dân tộc Nùng. Đây là một trong những làng chạm bạc nổi tiếng của người Nùng tại mảnh đất Hoàng Su Phi. Trong tâm thức của những người dân Nùng, nghề chạm khắc bạc luôn có một vị trí nhất định trong đời sống tín ngưỡng của họ. Những người chạm bạc không chỉ đơn thuần là làm nghề mà họ còn làm công việc lưu trữ nét đặc trưng văn hóa của dân tộc Nùng. Ông Nùng Xeo Chén là một gia đình đã có tới 5 thế hệ gìn giữ nghề chạm bạc của người Nùng nơi đây. Trang sức bạc là hồn cốt, là tập tục. Không đeo bạc, người Nùng không biết đến nguồn cội, không biết tổ tiên, nên con cháu không thể để thất truyền được. Những bộ trang sức tinh xảo chứa đựng lớp văn hóa của người Nùng. Vì văn hóa của dân tộc Nùng là khi đi lấy chồng, ngoài những sinh lễ, thì người con dâu được nhà trai sắm lễ một bộ trang sức bạc. Mà nghề chạm bạc này thì chỉ có thể truyền cho đàn ông mà thôi. Để trở thành một người thợ chạm khắc bạc, người Nùng phải mời thầy về nhà dạy trong vòng 3 năm mới có thể thuần thục nghề. Khác với thủ pháp chế tác bạc của vùng miền khác, việc dạy kỹ nghệ chạm bạc của người Nùng luôn phải tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt. Đầu tiên, tất cả các dụng cụ của nghề chạm bạc đều phải do người thợ làm ra, nên việc dạy các thế hệ sau cách tạo ra các dụng cụ và công dụng của chúng luôn là bước cơ bản đầu tiên. Các dụng cụ chủ yếu của nghề này là kéo cắt, kìm vặn, búa đập, đục, đế gỗ, đè sắt, nồi đun. Đặc biệt, để tránh cho bạc khỏi lẫn tạp chất và ít bị hao, luôn dùng nồi đun bạc bằng đất tự nặn. Tất cả các dụng cụ của nghề làm bạc của dân tộc chúng tôi đều phải tự tay người thợ làm nên, bởi người thợ sẽ tự biết những dụng cụ nào là vừa ý mình nhất. Đó là một yếu tố để người thợ có thể tập trung và dành thời gian sáng tạo ra những sản phẩm tinh xảo từ bạc. Nguyên liệu sử dụng để tạo thành phẩm thô chủ yếu là bạc thỏi được mua về từ nhiều vùng miền. Tùy theo sản phẩm mà người thợ sẽ cắt một khối lượng bạc nhất định. Sau đó người thợ bắt đầu cho bạc vào chiếc nồi đất và đun đến khi bạc tan chảy. Than được sử dụng là than được làm từ những loại gỗ đặc biệt như nghiến hay táu ở trên rừng. Nhiệt độ trong lò cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, nên bắt buộc người thợ bạc phải có kinh nghiệm nhìn lửa để điều chỉnh. Người thợ tay phải kéo chiếc bể, tay trái cầm chiếc kìm sắt kẹp chén đất nung để xác định được nhiệt độ chín và độ nung chảy của bạc. Sau khi quan sát chất bạc đã đủ chín, người thợ sẽ nâng chén đất lên trước ngực rồi thổi bay lớp mảng tro để làm sạch bạc nguyên chất. Sau đó, người thợ mới đổ bạc trong chén vào khuôn đã chuẩn bị sẵn. Trong lòng máng khuôn sắt, người thợ đổ một ít mỡ để tránh dính bạc. Công đoạn nấu bạc hết sức quan trọng. Nó là khâu xử lý nguyên liệu, đòi hỏi người thợ phải nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất. Từ việc chọn bạc, làm vệ sinh chén đất trước khi nung để đảm bảo bạc nung ra là nguyên chất. Trong quá trình nung, việc điều chỉnh lửa rất quan trọng. Nếu lửa to quá, bạc có thể bị tràn ra ngoài. Nhỏ quá thì người thợ sẽ mất rất nhiều sức. Khi bạc đã ở trong khuôn sắt, người thợ dùng nước để hạ nhiệt độ của bạc sau khi được nung chín. Cầm thanh bạc đặt lên chiếc đeo sắt, người thợ cứ thế dùng búa nện thành hình của sản phẩm.
Trong quá trình tạo hình cho sản phẩm, người thợ phải vừa nung bạc, vừa phải dùng búa để sản phẩm có kích thước theo trí tưởng tượng của mình. Khi thanh bạc đã đạt được độ dài theo tiêu chuẩn, người thợ bắt đầu hình thành sản phẩm bằng các dụng cụ truyền thống như búa đập, đế gỗ, kìm. Mỗi sản phẩm làm ra phải thể hiện tay nghề, tính cách của người thợ và phải tuân thủ theo một nguyên tắc là không chấp nhận những sản phẩm thiếu tính hoàn mỹ. Nếu sản phẩm bị hư hay không ưng ý, người thợ phải làm lại từ đầu. Bất cứ một sản phẩm nào khi hoàn thành quy trình chế tác cũng cần phải trải qua khâu đánh bóng để tạo vẻ đẹp và sự hấp dẫn cho sản phẩm bạc. Để bạc trắng sáng, những người thợ nùng luôn sử dụng một hỗn hợp chất của phèn chua do chính họ tạo ra. Sau khi sản phẩm được ngâm với hỗn hợp chừng 10 phút, người thợ dùng vỏ chấu đã được ngâm nước để đánh bóng sản phẩm. Hỗn hợp để làm sáng bạc là hỗn hợp được chúng tôi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để làm được dung dịch đó, cần phải hòa trộn phèn chua, nước, muối với tỷ lệ nhất định. Còn việc đánh bóng sản phẩm, dùng vỏ chấu đã ngâm nước, bởi lúc đó vỏ chấu mềm, nhỏ, có thể làm bóng bạc kỹ hơn. Tùy theo từng loại sản phẩm mà dùng các kỹ thuật khác nhau để chạm. Các cách chạm chủ yếu là chạm vòng, chạm hoa và chạm hạt cườm. Chạm hạt cườm là cách chạm thùng các màu bạc nhỏ để đính đá màu tạo hoa văn trên các trang sức. Chạm vòng là cách để chạm các hoa văn trên vòng tay và vòng cổ, nhẫn. Chạm hoa là cách chạm nổi các hoa văn trên các vật dụng như châm cải tóc, mặt dây chuyền. Đối với các sản phẩm có kích thước nhỏ, nhiều họa tiết hoa văn hình chìm hình nổi tinh xảo thì càng đòi hỏi sự sáng tạo khéo léo và nhẫn nại của người thợ. Để được công nhận là người thợ chạm bạc thực sự, thì phải biết chế tác đủ 12 món trang sức bạc theo phong cách truyền thống của người Nùng. Chạm những nét, đường cong uốn lượn của bạc theo ý muốn không phải dễ, bởi chủ yếu các hoa văn đa số chạm đè lên nhau, nhưng phải giữ được độ thanh đậm của từng đường hoa văn. Bộ trang sức của người con gái Nùng bao gồm nhiều vòng cổ có khắc hình các loài hoa lá, cá, chim thú. Chụm đầu, vòng tay, cúc áo, xà tích, cải tóc. Mỗi họa tiết đều mang một ý nghĩa riêng, thể hiện văn hóa của người Nùng từ nếp nghĩ đến sinh hoạt đời thường. Các hoa văn của từng sản phẩm phải thật tỉ mẩn,
chạm khắc qua nhiều công đoạn mới tạo nên được những họa tiết tinh tế. Từng loại sản phẩm lại dùng các kỹ thuật khác nhau. Vì vậy, phải mất hơn một ngày mới chạm được một sản phẩm hài hòa, mềm mại theo ý mình. Nghề cần sự kiên trì nên phải là người ham thích chạm bạc mới theo được. Nghề chạm khắc bạc của dân tộc chúng tôi đã có từ lâu đời. Nó không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn phản ánh hết văn hóa độc đáo và tài năng của các lớp thế hệ người thợ khi làm ra nhiều loại trang sức tinh xảo. Qua đó mà chúng tôi mới giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc. Nghề chạm khắc bạc ở thôn Tà Đản ngày nay đang trong giai đoạn lắng lại. Nhưng với quan niệm trang sức bạc là hồn cốt, là tập tục, không đeo bạc, người Nùng không biết tổ tiên, nên nghề chạm bạc chưa từng thất truyền ở mảnh đất này. Đó chính là động lực để các lớp thế hệ người Nùng cần mẫn cả đời người làm nên những bộ trang sức tinh xảo chứa đựng lớp văn hóa của dân tộc.